công ty alpha b đơn vị tư vấn về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tại việt nam cùng intecher Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Nhật Bản vừa công bố kết quả khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018. Theo đó, công ty công nghệ VNG lọt vào danh sách và nằm ở vị trí số 4 trong lĩnh vực internet và thương mại điện tử, số 5 trong lĩnh vực IT và vị trí thứ 58 trong top 100 theo danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018. VNG được thành lập từ năm 2004 và là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhu cầu của hơn 100 triệu khách hàng Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Các sản phẩm nổi bật như là Zing, Zalo, ZaloPay được biết là khảo sát đánh giá dựa trên 6 nhóm tiêu chí: lương thưởng phúc lợi, các cơ hội phát triển, văn hóa công ty, danh tiếng công ty, chất lượng sản phẩm của công ty và cuối cùng là chăm sóc sức khỏe, đời sống nhân viên rất tốt.